một pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng Danapara Mathaparami một tích sasapandita trataka trong tích sasapandita trataka đức bồ tát tiền kiếp của đức phật gotama sinh làm kiếp thỏ thiện trí sasapandita thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng dana mi tích này được bắt nguồn như sau một thổi nọ đức thế tôn ngự tại ngôi chùa cetavana gần kinh thành savatthi khi ấy, một trưởng giả giàu có trong thành Savatthi chuẩn bị làm phước thiện đại thí đến chư Đại Đức Tùy Khưu Tăng, có Đức Phật chủ trì, nên đã xây dựng một trại lớn lộng lẫy trang nghiêm tại trước biệt thự. Rồi, ông đến ngôi chùa Jetavana kính thỉnh Đức Phật cùng 500 Đại Đức Tùy Khưu Tăng đến ngự trên chỗ ngồi đã sắp đặt sẵn ông tự tay dân lễ cúng dường những món vật thực bổ dưỡng đến đức phật cùng chư đại đức tỳ khưu tăng suốt bảy ngày như vậy và đến ngày thứ bảy ông dân lễ cúng dường những thứ vật dụng đặc biệt quý giá hơn đến năm trăm vị đại đức tỳ khưu tăng có đức phật chủ trì khi ấy để làm cho ông cận sự nam thí chủ phát sinh thiện tâm hoan hỷ phước thiện đại thí ấy nên đức phật thuyết dạy rằng này nam thí chủ con nên phát sinh thiện tâm hoan hỷ với phước thiện đại thí này bởi vì con đã làm theo truyền thống của chư bậc thiện trí tiền bối từ ngàn xưa trong thời quá khứ chư bậc thiện trí tiền bối dám đem thân thể của mình để làm món ăn bố thí đến vị bà la môn khất thực nghe đức phật thuyết dạy như vậy ông cận sự nam thí chủ kính thể đức phật thuyết về bậc thiện trí tiền bối ấy tích sa sa pandita Trataka. Đức Phật thuyết về tích Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita Pandita tiền kiếp của Ngài được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, thời kỳ Đức Vua Bamadatta trị vì kinh thành Paranasi, khi ấy Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama sinh làm kiếp thỏ thiện trí, sống trong rừng, dưới chân núi, gần bờ sông Gonga, cùng với ba bạn thân thiết là con rái cá, con chó sói, con khỉ. Bốn công vật này đều là bậc thiện trí. Mỗi buổi sáng, bốn công vật đi tìm vật thực ở mỗi nơi, rồi chiều trở về tụ hội lại một nơi. Khi ấy, Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita thuyết pháp, khuyên dạy ba bạn kia rằng: "Này ba bạn thân mến, chúng ta nên bố thí, nên giữ gìn ngũ giới, nên thọ trì bát giới." Uposathasila trong những ngày giới hàng tháng. Ba con vật kia đều cung kính dâng theo lời khuyên dạy của Đức Bồ Tát Thỏa Thiện Trí Sasapandita rồi trở về chỗ ở của mình. Một đêm nọ, Đức Bồ Tát Thỏa Thiện Trí Sasapandita nhìn lên hư không, thấy mặt trăng tròn, tỏa sáng, biết rằng sắp đến ngày giới Uposatha Sila chiều hôm ấy, bốn con vật thiện trí tụ hội lại một nơi. Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasa Pandita thuyết pháp khuyên dạy rằng Này, ba bạn thân mến, ngày mai là ngày giới Uposathasila. Tất cả chúng ta nên thọ trì bát giới Uposathasila cho được trong sạch, làm phước thiện, bố thí. Khi chúng ta có giới, trong sạch rồi làm phước thiện bố thí sẽ có nhiều quả báu lớn lao vì vậy nếu có vị bà la môn nào khất thực đến tại chỗ ở của mình thì các bạn nên làm phước thiện bố thí đến vị bà la môn ấy trước rồi hãy dùng phần còn lại sau ba con vật đều cung kính dâng theo lời khuyên dạy của đức bồ tát thỏ thiện trí rồi trở về chỗ ở của mình sáng ngày hôm sau ba con vật ấy con rái cá Uda thức dậy từ sáng sớm, đi dọc theo bờ sông Ganga tìm vật thực. Đêm hôm trước, một người câu cá câu được 7 con cá hồi, rồi sâu chúng vào sợi dây chôn dưới đống cát. Từ đó, ông đi dọc theo bờ sông Ganga về phía dưới để câu, mà không quay trở lại. Con rái cá đánh mùi cá rồi đào lên, thấy sâu cá có bảy con cá hồi. Nó hỏi lớn rằng, sâu cá này có chủ hay không? Con rái cá hỏi lớn ba lần mà không có ai trả lời cả. Nó nghĩ sâu cá này không có chủ, nên nó ngậm sâu cá đem về chỗ ở của mình và chờ đến giờ để ăn các con cá ấy. Con rái cá nằm suy xét về những điều giới của mình. Con chó sói, Singala đi tìm vật thực nhìn thấy hai miếng thịt nướng một con kỳ đà nhỏ chết và một nồi sữa chua trong chòi canh của người giữ ruộng nó hỏi lớn rằng những món ăn này có chủ hay không con chó sói hỏi lớn ba lần mà không có ai trả lời cả nó nghĩ những món ăn này không có chủ nên nó mang nồi sữa trên cổ, miệng ngậm hai miếng thịt nướng và con kỳ đà nhỏ đem về chỗ ở của mình và chờ đến giờ để ăn những món ăn ấy. Con chó sói nằm suy xét về những điều giới của mình. Con khỉ Makata nhảy vào rừng, leo lên cây xoài hái chùm xoài chín, rồi đem về chỗ ở của mình và chờ đến giờ để ăn chùm xoài chín ấy. Con khỉ nằm suy xét về những điều giới của mình. Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita đến giờ chạy ra bãi cỏ, ăn cỏ xong rồi trở về chỗ ở của mình. Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasa Pandita suy xét rằng ta chỉ có cỏ là món ăn duy nhất mà thôi. Cỏ không phải là món ăn của vị bà la môn khất thực. Còn các món ăn khác như gạo, đậu, mè thì ta không có. Nếu có vị bà la môn nào khất thực đến chỗ ở của ta thì ta sẽ hy sinh sinh mạng, bố thí thân thể của ta để làm món ăn dâng đến vị bà la môn khất thực ấy do năng lực giới đức trong sạch với điều tư duy chân chính của đức bồ tát thỏ thiện trí làm cho chỗ ngồi của đức vua trời sắc ca cõi tam thập tam thiên phát sinh nóng lên đức vua trời sắc ca xem xét thấy rõ nguyên nhân do năng lực giới đức trong sạch với điều tư duy chân chính của đức bồ tát thỏ thiện trí nên Đức Vua Trời Sát Ca nghĩ ta sẽ hiện xuống thử xem giới đức của Đức Bồ Tát Thỏ thiện trí thực hư thế nào. Nghĩ xong, Đức Vua Trời Sát Ca hiện xuống cõi người, biến hóa ra thành vị Bà La Môn khất thực. Trước tiên, vị Bà La Môn khất thực, Đức Vua Trời Sát Ca đến đứng trước chỗ ở của con rái cá nhìn thấy vị bà la môn khất thực con rái cá liền thưa rằng thưa vị bà la môn ngài cần thứ gì mà đến đứng nơi đây vị bà la môn thưa rằng thừa bậc thiện trí bần đạo muốn được một ít vật thực để dùng rồi giữ gìn bác giới uposathasila và thực hành pháp sa môn nghe vị bà la môn khất thực nói như vậy con sái cá vô cùng hoan hỷ thưa rằng thưa vị bà la môn lành thay ngài đã đến đây tôi xin bố thí cúng dường đến ngài món vật thực bảy con cá hồi này kính xin ngài tự bi thọ nhận nướng chín để ngài dùng rồi giữ gìn bát giới uposathasila và thực hành pháp sa môn vị bà la môn thưa rằng thưa bậc thiện trí chưa nhận bây giờ, bần đạo xin gửi lại. vị bà La Môn khất thực xin từ giả con rái cá, rồi đi đến đứng trước chỗ ở của con chó sói. Nhìn thấy vị bà La Môn khất thực con chó sói liền thưa rằng, Thưa vị bà La Môn, ngài cần thứ gì mà đến nơi đây? Vị bà La Môn thưa rằng, Thưa bậc thiện trí, bần đạo muốn được một ít vật thực để dùng, rồi giữ gìn bát giới Uposathasila và thực hành pháp sa môn. Nghe vị Bà La Môn khất thực nói như vậy, con chó sói vô cùng hoan hỷ thưa rằng: "Thưa vị Bà La Môn làm thay ngài đã đến đây, tôi xin bố thí cúng dường đến ngài món vật thực, hai miếng thịt nướng, một con kỳ đà nhỏ, một nồi sữa chua." kính xin Ngài từ bi thọ nhận để Ngài dùng, rồi giữ gìn bát giới Uposathasila và thực hành pháp sa môn. Vị Bà La Môn khất thực thưa rằng, thưa bậc thiện trí, chưa nhận bây giờ, bần đạo xin gửi lại. Vị Bà La Môn khất thực xin từ giả con chó sói, rồi đi đến đứng trước chỗ ở của con khỉ. Nhìn thấy vị bà La Môn khất thực con khỉ liền thưa rằng Thưa vị bà La Môn, ngài cần thứ gì mà đến đứng nơi đây? Vị bà La Môn thưa rằng Thưa bậc thiện trí, bần đạo muốn được một ít vật thực để dùng rồi giữ gìn bát giới Uposatha Sila và thực hành pháp Sa Môn. Nghe vị bà La Môn khất thực nói như vậy, con khỉ vô cùng hoan hỷ thưa rằng, Thưa vị bà La Môn làm thay, Ngài đã đến đây. Tôi xin bố thí, cúng dường đến Ngài món vật thực, chùm xoài chín, kính xin Ngài từ bi thọ nhận để Ngài dùng, rồi giữ gìn bát giới Uposathasila và thực hành pháp Sa Môn. Vị bà La Môn thưa rằng, thưa bậc thiện trí chưa nhận bây giờ bần đạo xin gửi lại vị bà la môn khất thực xin từ giả con khỉ rồi đi đến đứng trước chỗ ở của đức bồ tát thỏ thiện trí sasapandita thấy vị bà la môn khất thực đức bồ tát liền thưa rằng thưa vị bà la môn ngài cần thứ gì mà đến đứng nơi đây Vị Bà La Môn thưa rằng, Kính thưa ngài Sasapandita, Bần đạo muốn được một ít vật thực để dùng, Rồi giữ gìn bác giới Uposathāsila, Và thực hành Pháp Sa Môn. Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí, Bố Thí Sinh Mạng Nghe vị Bà La Môn khất thực nói như vậy, Đức Bồ Tát thỏ thiện trí Sasapandita vô cùng hoan hỷ thưa rằng Thưa vị Bà La Môn, vật thực của tôi là cỏ, Ngài không thể dùng cỏ được. Ngoài cỏ ra, tôi không có thứ vật thực nào khác. Thưa vị Bà La Môn lành thay, Ngài đã đến đây. Hôm nay tôi sẽ bố thí cúng dường đến Ngài, món vật thực mà tôi chưa từng cúng giường đó là thịt trong thân thể của tôi ngài là bậc có giới hạnh trong sạch thì không thể sát sinh được vậy tôi xin yêu cầu ngài đi tìm củi khô gom lại thành đống châm lửa đốt thành than hồng rồi xin ngài báo cho tôi biết tôi sẽ bố thí sinh mạng của tôi bằng cách nhảy vào đống than hồng đến khi nào thịt trong thân thể của tôi chín khi ấy xin ngài dùng món thịt của tôi rồi giữ gìn bát giới uposathasila và thực hành pháp sa môn khi nghe đức bồ tát thọ trí tuệ sasapandita thưa như vậy vị bà la môn khất thực vốn là đức vua trời saka dùng oai lực của mình hóa ra một đống lửa than hồng cháy rực Vị Bà La Môn đi đến báo cho Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita Pandita rằng Kính Thưa Bậc Thiện Trí sasapandita Pandita, Bần Đạo đã làm theo lời dạy của Ngài xong, vậy xin thưa cho Ngài rõ. Nghe vị Bà La Môn khất thực thưa như vậy, Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita Pandita đứng dậy, rồi khỏi chỗ ở của mình, đi đến đống thang hồng đang cháy đỏ rực. Ngài đứng nghĩ, những sinh vật nhỏ sống nương nhờ trong thân thể của ta lâu nay, chúng không nên bị chết cùng với ta. Nghĩ xong, Ngài dùng sức lắc thân thể thật mạnh ba lần, làm cho các sinh vật nhỏ văng ra khỏi thân của mình. Khi ấy, với đại thiện tâm hoan hỷ, trong hạnh bố thí sinh mạng, Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí, Sasapandita, nhảy vào giữa đống than hồng đang cháy rực ấy, nhưng đống than hồng ấy không nóng chút nào cả. Thậm chí, bộ lông mịn màng trên toàn thân mình của ngài không có một sợi lông nào co rút lại vì sức nóng cả như nhảy vào chỗ mát lạnh. Thấy việc phi thường như vậy, Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita thưa rằng Thưa vị bà La Môn, đống than hồng mà ngài đốt cháy rực như vậy, tại sao không nóng? Thậm chí bộ lông mịn màng trên toàn thân mình của tôi cũng không có một sợi lông nào co rút lại cả. Như vậy, thịt trong thân thể của tôi làm sao có thể chín cho ngài dùng được? Khi ấy, vị bà La Môn khất thực hóa trở lại thành đức vua trời Sắc Ca, rồi thưa rằng, kính thưa bậc thiện trí Sasapandita cao thượng, tôi không phải là vị bà la môn khất thực mà tôi là vua trời sắc cõi tam thập tam thiên hiện xuống hóa thành vị bà la môn khất thực đến thử ngài để biết sự thật về giới đức trong sạch và những điều tư duy chân chính của ngài. Đức Bồ Tát Sasapandita dõng dạc tâu rằng tâu đức vua trời saka không chỉ một đức vua trời như ngài mà tất cả chư thiên phạm thiên và nhân loại khác nếu họ đến thử tôi thì họ sẽ không bao giờ được chứng kiến rằng tôi là đức bồ tát không hoan hỷ trong pháp hạnh bố thí mà thực ra họ sẽ được chứng kiến rằng tôi là Đức Bồ Tát luôn hoan hỷ trong các pháp hạnh bố thí, ngay cả hạnh bố thí sinh mạng của tôi. Đức Vua Trời Sắc Tán Dương ca tụng Đức Bồ Tát Sasapandita rằng Kính thưa Bậc Thiện Trí Sasapandita Cao Thượng, pháp hạnh bố thí sinh mạng của Ngài là pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng sẽ được lưu truyền suốt những đại kiếp trái đất sau này. Để được lưu truyền về sau, tôi cần phải bóp nát hòn núi thành bột mịn, hòa làm mực để vẽ hình ảnh Ngài là thỏ thiện trí Sasapandita trên cung trăng. Đức vua trời Sakka đến nâng đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita trở về chỗ ở của Ngài, rồi đặt trên đống cỏ mịn trong khu rừng. Đức Vua Trời Saka cảm thấy vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita, rồi xin phép từ giã Ngài ngự trở về cõi trời Tam Thập Tam Thiên bốn con vật thiện trí là bạn thân thiết với nhau giữ gìn ngũ giới thọ trì bát giới uposathasila cho đến hết tuổi thọ của mỗi con vật sau khi bốn con vật ấy chết thiện nghiệp bố thí cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi trời dục giới hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời ấy cho đến hết tuổi thọ Đức Thế Tôn thuyết bài kệ. Đức Bồ Tát thọ thiện trí tiền kiếp của Như Lai, thấy vị Bà La Môn khất thực đến đứng trước chỗ ở mình. Đức Bồ Tát thọ thiện trí đã bố thí sinh mạng làm món ăn cúng dường đến vị Bà La Môn khất thực ấy hạnh bố thí sinh mạng của đức bồ tát thỏ thiện trí không ai bằng đó là pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng tiền kiếp của như lai nghe đức phật thuyết xong tích đức bồ tát thỏ thiện trí sa sa tiền kiếp của ngài người cận sự nam thí chủ chứng ngộ chân lý tứ thánh đế chứng đắc nhập lưu thánh đạo nhập lưu thánh quả và niết bàn trở thành bậc thánh nhập lưu ngay khi ấy. Tích Sasapandita Trataka liên quan đến kiếp hiện tại Tích Sasapandita Trataka này, Đức Bồ Tát Thỏa Thiện Trí Sasapandita, tiền kiếp của Đức Phật Gautama thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật trong thời quá khứ đến khi đức phật gotama đã xuất hiện trên thế gian thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích sasapandita trataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau con khỉ nay kiếp hiện tại là ngài đại đức sariputta con chó sói nay kiếp hiện tại là ngài đại đức maha mogalana con rái cá nay kiếp hiện tại là ngài đại đức ananda đức vua trời saka nay kiếp hiện tại là ngài đại đức anuruddha đức bồ tát thỏ thiện trí sasapandita nay kiếp hiện tại là đức phật gotama Mười pháp hạnh ba la mật Tóm lược tích Đức Bồ Tát Thỏa Thiện Trí Sasapandita tiền kiếp của Đức Phật Gautama đã thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng. Ngoài ra có tám pháp hạnh ba la mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức Bồ Tát Thỏa Thiện Trí Sasapandita Pandita giữ gìn ngũ giới bát giới uposathasila trong những ngày giới hàng tháng đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật đức Bồ Tát Thỏa Thiện Trí Sasapandita có trí tuệ sáng suốt có nhận thức đúng đắn mới bố thí sinh mạng của mình đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật đức Bồ Tát Thỏa Thiện Trí Sasapandita có sự tinh tấn không ngừng thực hành mọi pháp hạnh ba la mật đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật đức bồ tát thỏa thiện trí sasapandita có đức nhẫn nại chịu đựng trong mọi trường hợp đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật đức bồ tát thỏa thiện trí sasapandita nói lời chân thật thực hành theo lời chân thật đó là pháp hạnh chân thật ba la mật Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita đã phát nguyện rồi thực hành theo lời phát nguyện, đó là Pháp Hạnh Phát Nguyện Ba La Mật. Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita có tâm từ đến tất cả chúng sinh, dù lớn dù nhỏ, đó là Pháp Hạnh Tâm Từ Ba La Mật. Đức Bồ Tát Thỏ Thiện Trí Sasapandita có tâm xả đối với tất cả chúng sinh đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật đó là tám pháp hạnh ba la mật phụ cũng đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng ấy nhận xét về tích đức bồ tát sasapandita tích Sasapandita Trataka này. Đức Bồ Tát Thọ Thiện Trí Sasapandita, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng Dana Paramatha Parami là bố thí sinh mạng thân thể của mình là món ăn để bố thí cúng dường đến vị bà la môn khất thực đó là pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng của Đức Bồ Tát. Pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng là một trong mười pháp hạnh ba la mật bậc thượng, cũng là một trong ba mươi pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác Sama Sambuddha bố thí ba la mật bậc thượng đó là tâm sở tác ý chetana chetasika đồng sinh với đại thiện tâm hy sinh thân mạng của mình để thực hành thành tựu pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng để trở thành một đức phật chánh đẳng giác đức bồ tát chánh đẳng giác cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật đó là mười pháp hạnh ba la mật bậc hạ khi thực hành pháp hạnh ba la mật bậc hạ nào đức bồ tát cần phải hy sinh của cải tài sản vợ con thuộc bên ngoài thân thể của mình để được thành tựu pháp hạnh ba la mật bậc hạ ấy mười pháp hạnh ba la mật bậc trung khi thực hành pháp hạnh ba la mật bậc trung nào, đức bồ tát cần phải hy sinh các bộ phận thuộc bên trong thân thể của mình để được thành tựu pháp hạnh ba la mật bậc trung ấy. 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, khi thực hành pháp hạnh ba la mật bậc thượng nào, đức bồ tát cần phải hy sinh thân mạng của mình để được thành tựu pháp hạnh ba la mật bậc thượng ấy. Cho nên, mỗi khi thực hành pháp hạnh ba la mật bậc thượng nào, đức Bồ Tát chánh đẳng giác đều có trí tuệ sáng suốt minh mẫn, có sự nhận thức đúng đắn về pháp hạnh ba la mật bậc thượng ấy. Phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ trước khi thực hành pháp hạnh ba la mật bậc thượng ấy, nên dám hy sinh thân mạng của mình để được thành tựu pháp hạnh ba la mật bậc thượng ấy như ý nguyện. Do đó, đức Bồ Tát Chánh đẳng giác thực hành pháp hạnh ba la mật bậc thượng, chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho tất cả chúng sinh muôn loài. Cho nên, Đức Bồ Tát thực hành pháp hạnh ba la mật bậc thượng, dám hy sinh thân mạng với thiện tâm vô cùng hoan hỷ, hoàn toàn khác hẳn với những người tự tử, với tâm trạng bất mãn chán đời, muốn chết. Xong, pháp hạnh bố thí ba la mật bậc thượng.